Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điểm tin của Clip.com với giá Bitcoin hiện tại. Chúng tôi có những cái bài báo cũng như là cập nhật thông tin của ngày hôm nay, thì chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị các bạn rằng Bitcoin liệu có tăng giá kỷ lục trong năm 2016. Năm 2016 có thể là một cái năm chứng kiến sự tăng giá kỷ lục trở lại của đồng tiền Bitcoin, mà nguyên nhân chủ yếu được cho là sự giảm nguồn cung ứng. Bitcoin hiện tại là một loại tiền ảo cho phép người dùng đổi lấy cái dịch vụ không thực sự thuộc quản lý phát hành của bất kỳ một ngân hàng trung ương nào. Cũng chính vì thế nó được đánh giá là một mang tính rủi ro cho các nhà đầu tư. Vào thời điểm hiện tại thì một đồng Bitcoin được đổi được khoảng 446,99 USD trên một Bitcoin. Đồng Bitcoin thì được dự đoán là tăng giá kỷ lục vào năm 2016 với do cái quy luật cung cầu, cũng như tương tự trong cái hệ thống tiền tệ của truyền thống. Bitcoin là một hoạt động dựa vào các thuật toán của mã cao cấp. Theo đó, người tham gia có thể đào được Bitcoin bằng cách tìm ra các phương đáp án và một cái bài toán khó để được thưởng một số Bitcoin. Độ khó của bài toán thì được tự động chỉnh sửa do trung bình cứ mỗi khoảng 10 phút sẽ có được một thợ đào hoặc một nhóm được hợp lại ở trên khắp thế giới được giải được. Nghĩa là cứ mỗi khoảng 10 phút thì sẽ có một số lượng Bitcoin nhất định được đào lên. Chúng ta thấy rằng như vậy thì một ngày có rất là nhiều, đúng không ạ? Để tránh được lạm phát thì phần thưởng Bitcoin này sẽ được giảm đi một nửa sau mỗi 4 năm. Nếu ban đầu thì cứ 10 phút sẽ có 50 Bitcoin được đào thì từ tháng 12 năm 2012 thì chỉ còn 25 Bitcoin, và đợt giảm một nửa sắp tới sẽ rơi vào khoảng tháng 7 năm 2016. Như vậy thì cứ đợt giảm này thì quý vị có thể thấy rằng có thể Bitcoin có thể làm sự hot trở lại khi mà nguồn cung cầu đã bị nguồn cung sẽ bị giảm sút. Ngoài ra thì nguồn cung của Bitcoin còn mang tính hữu hạn. Cụ thể là sau 21 triệu Bitcoin được đào lên hết thì sẽ không còn bất kỳ đồng Bitcoin nào để đào nữa trong vòng 125 năm tới. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là 125 năm nữa thì Bitcoin liệu còn tồn tại hay không, đúng không ạ? Daniel Master, nhà đồng sáng lập quỹ đầu cơ Bitcoin đã có trị giá triệu đô, dự đoán rằng vào năm tới giá đồng Bitcoin sẽ có khả năng quay trở lại cái thời hoàng kim như cái năm cuối năm 2013. Nghĩa là một đồng Bitcoin có thể quy đổi đến hơn 1.001 USD, sau đó thì số này có thể tăng lên tới 4.004 vào năm 2017. Quý vị thấy rằng hiện nay thì Bitcoin được giao dịch quanh cái ngưỡng 446, và các giới chuyên gia đang dự đoán rằng có thể tăng lên 4.004 trong 2017. Chúng ta thấy rằng nếu như thời đại chúng ta mua vào thì chúng ta ăn lãi khoảng 1.000 USD, rất là kinh khủng, đúng không ạ? Cũng theo như Daniel Master thì dự đoán sự tăng giá bao gồm Bitcoin bắt nguồn từ nhiều yếu tố, bao gồm việc ngày càng nhiều công ty tổ chức lớn chấp nhận đồng tiền ảo này, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng như là lưu trữ dữ liệu blockchain nền tảng của tất cả các giao dịch Bitcoin, và nhu cầu lớn nhất từ Trung Quốc trong bối cảnh đồng nhân dân tệ mất giá và nền kinh tế này đang được tăng trưởng chậm. Đồng thời thì ông còn dự đoán rằng một nửa các phần thưởng của Bitcoin vào tháng 7 năm sau sẽ làm tăng giá đồng tiền này lên khoảng 50% so với hiện tại. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái dự đoán của chúng tôi là vùng 600 đến 700, và hiện tại thì giá vùng 400, và người ta dự đoán ở mức mạnh mẽ hơn đó là khoảng vùng 900 USD cho Bitcoin, đúng không ạ? Giá Bitcoin sẽ đạt tăng trưởng gấp đôi trong vòng tháng cuối năm tiếp theo. Bobby Lee thì nhận định rằng hiện tại giá Bitcoin bình quân khoảng 1 USD cho một người có khoảng 6,5 tỷ USD Bitcoin được lưu thông trên thị trường. Tôi cho rằng đó là đang đánh giá thấp các loại tài sản kỹ thuật số mang tính đột phá này, nhưng có lẽ cần phải mất một khoảng thời gian để mọi người nhận ra đó. Thì cái việc suy giảm đồng nguồn đống Bitcoin sẽ tác động mạnh đến cái giá cả đồng tiền này, và không ai có thể tranh cãi với nguyên lý kinh tế cơ bản. Và cái chuyên gia Jeremy Maitlas, thì cố chuyên gia công nghệ tài chính của hãng Magister Evision, thì cũng dự đoán rằng đồng Bitcoin sẽ có thể tiếp tục tăng giá. Như vậy thì đây là một cái cơ hội mà chúng ta có thể tham gia vào thị trường Bitcoin trong giá hiện tại, với cái biểu đồ kỹ thuật chúng tôi đã dự đoán rằng có thể tăng giá. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng một cái tương lai cũng như là cái thông tin mà chúng ta có thể nắm được vào giá Bitcoin, thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cập nhật với những cái tin tức đối với giá Bitcoin đến quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.